Đây, em xin chào tất cả các bé đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Phi Audio. Thì ở đây sẽ có những cái dòng dây. Thì đây là cái dây tín hiệu của Đan Mạch, một cái dòng dây rất là cải thiện cho các bé ở cái phần ở giải bát. Nếu như các bé đang bị yếu đi cái phần giải bát cũng như là chưa có quá lực để cho các bé nghe nhạc, hoặc là các bé muốn nghe bát nhiều, thì hai cái dòng dây này em nghĩ là sẽ thích hợp để cho các bác có thể nâng cấp cải thiện cái phần giải bát đó. Thì ở đây em đây là chung một hãng nhưng chỉ khác về cái hình dáng bên ngoài của dây cũng như là về cái lõi ở bên trong. Thì đây với cái phiên bản màu xanh này, đây là cái dòng dây Autophone Đan Mạch, một cái thương hiệu của Đan Mạch rất là tốt ở cái phần ở cải thiện cái giải trầm giải bát. Thì đây những cái dòng dây mà gọi là tín hiệu chất lượng á, thì lúc nào ở trên dây các bác cũng có thể thấy được cái phần đây cái chiều và chiều mũi tên như thế này. Thì đây là những cái dòng dây có chống nhiễu một chiều, chứ chiều mũi tên này là ký hiệu cho những cái dòng dây đó. Đây dây Autophone với cái phiên bản màu xanh này thì cái tiết diện của dây cũng khá là to gần bằng một cái ngón tay út của em. Đây sẽ là thích hợp cho một số anh em thích những cái dòng dây to, có thể thứ nhất là có thể đảm bảo được cái phần bảo vệ cho cái phần ở lõi dây. Còn đối với các thiết bị dây tín hiệu mà lên jack như thế này, đây là jack hai đầu AV. Thì đối với cái dòng dây mà lên jack AV á, thì bên em sử dụng những cái jack mà khóa ren như thế này. Thứ nhất là để cho cái chất lượng truyền tải, thứ hai là để cho nó bám rất là chặt vào thiết bị. Thì để các sử dụng cái đầu jack này á, thì khi anh em sử dụng thì anh em sẽ mở cái ren nó ra. Đây, vặn nó ra như thế này. Và sau đó anh em cắm vào thiết bị và khóa nó lại. Thì lúc này nó bám rất là chặt vào cái thiết bị nên là độ truyền tải của nó sẽ không có bị si hao, cũng như là chất lượng truyền tải nó sẽ ổn định hơn. Đấy, thì để cho đa dạng hơn về cái kết nối thì bên em lên rất là nhiều cái phần đầu sắt khác nhau, ví dụ như là dây hai đầu AV nè, dây hai đầu Canon đực cái. Thì đối với cái đầu Canon đực cái á, thì bên em lên với cái sắt đó là sắt carbon. Thì đây là một cái chất liệu để cho sử dụng nó rất là lâu dài, tại vì cái độ bền của dây, độ bền của jack cũng như là về cái phần tiếp xúc nó cũng rất là tốt. Để cho anh em biết được cái phần giá thì dây AV Autophone xanh, đây Autophone xanh như thế này, sẽ có giá là 480.000 cho một cặp. Và dây hai đầu Canon đực cái, đây đầu Canon đực cái jack carbon, thì nếu mà cầm phần jack lên đó, nó sẽ rất là chất lượng, tại vì nó khá là nặng, cũng như là về cái chất liệu mà tạo nên nó là carbon, nên là về cái độ bền nè, cái độ tiếp xúc nó và độ truyền tải âm thanh của những cái đầu jack và dây như thế này thì nó sẽ rất là tốt và ổn định. Đấy, đối với cái dây hai đầu Canon đực cái, một cặp sẽ là 730.000. Ở đây em có cái pho dây của cái dòng dây xanh này, đây các bác có thể thấy được ngoài cái lớp vỏ bên ngoài ra có tận tới hai lớp, một lớp bên ngoài là lớp xanh nè, trong lớp bên trong sẽ là lớp trắng, rất là dày dặn để bảo vệ được cái bên trong của dây. Và tiếp theo sẽ có một cái lớp lưới chống nhiễu. Đấy, và bên trong sẽ có hai lõi. Thì đối với dây này thì tại sao em lại nói nó là cải thiện cái phần giải trầm, thì đây các bác có thể thấy được nó là lõi đồng. Thì lõi đồng này nó sẽ rất là đảm nhiệm cho cái phần ở cái giải trầm, cho nó hay hơn, lực hơn, nếu như các bác muốn cải thiện cái phần đó. Đấy, và tiếp theo cũng là một dòng của Autophone nhưng với cái phiên bản màu đen này. Đây là phiên bản đen Autophone. Thì trên dây nó sẽ đơn giản hơn cái dòng màu xanh. Trên dây nó chỉ có cái chữ Autophone và cái chiều dài của cái mũi tên. Đó là cái dòng dây chống nhiễu một chiều. Và em cũng chưa có nói về cái phần chống nhiễu một chiều này. Thì anh em cắm chiều vào và chiều ra trên chiều mũi tên nè, thì nó sẽ có tác dụng hơn về cái phần chống nhiễu đó. Thì dây này thì bên em cũng sẽ lên với hai loại. Đầu sắt đó là AV, thì AV trên tay em đang cầm đó là AV carbon, cũng là khóa ren thôi. Đây, nhờ về cái độ bền của phần jack này nó sẽ lâu dài hơn. Đấy, thì đối với những cái dòng dây tín hiệu của châu Âu á, thường thì em sẽ thấy nó là ở phần lõi đồng nhiều hơn, tại vì họ rất là thích nghe những cái phần giải trầm giải bass, nó nghe rất là lực, nên là anh em nào mà thích nghe những cái giải trầm giải bass cũng như là muốn cải thiện cái phần đó thì nên có thể sử dụng những cái dòng dây mà có lõi đồng thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, dây hai đầu AV cũng như là dây AV da đực hoặc là cái ra AV, đó là tùy theo cái dàn của mình sử dụng. Thì đây bên em lên rất là nhiều và đa dạng về phần đầu sắt để cho nên có thể sử dụng nhiều dàn hơn. Đấy, dây hai đầu AV cũng như là dây Canon đực cái.
Đây, Canon được cái. Thì đối với những cái dòng dây mà Canon được cái như thế này thì đây sử dụng những cái phần jack carbon, thứ nhất là để cho độ bền nè, hai là những cái độ tiếp xúc của nó và độ truyền tải âm thanh của nó không có bị suy hao. Nên là anh em nào mà thích những cái dòng dây mà chất lượng về cái phần jack, từ phần jack tới phần dây, thì anh em có thể lựa chọn những cái dòng dây này. Tuy giá thành của nó sẽ hơi cao nhưng mà về cái chất lượng cũng như là về âm thanh truyền tải, em sẽ đảm bảo cho anh em đó là nó cải thiện rất là nhiều. Nếu như anh em muốn cải thiện cái phần giải trầm, giải bass thì anh em có thể sử dụng những cái dòng dây này. Thì đối với cái dây Autophone phiên bản đen rất Canon đực cái như thế này, giá một cặp sẽ là 1 triệu đồng. Nếu như anh em cần nâng cấp cái chất lượng âm thanh thì giờ ngày hôm nay em giới thiệu cho anh em cái dòng dây Autophone của Đan Mạch. Nếu như anh em cần một cặp thì anh em có thể liên hệ với em, số điện thoại em sẽ ghi ở trên phần màn hình hoặc là mọi thông tin của bên em sẽ để dưới phần mô tả. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.